Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 67 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp. Chủ đề của phần 67 này là Duyên quay di xiển trẻ huynh diễn si Duyên quay di xiển trẻ huynh diễn si quay là bởi vì di -si xiển là dịch tình, có nghĩa là tình hình dịch bệnh. Thì đây nói tới là tình hình à, dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đó. Trẻ huynh diễn si tức là chuyện kết hôn. Diễn xí là bị kéo dài Như vậy là vì tình hình dịch bệnh mà kéo dài cái chuyện kết hôn đó diên quay di xỉn, trẻ huấn diễn xí Ở đây chúng ta sẽ hiểu là diên quay sổ gì đó Nhưng mà à, trong các cái tựa đề thì người ta có thể nói gọn đi Lẽ ra mình có thể nói là diên quay di xỉn, sổ gì trẻ huấn diễn xí cho nên mặc dù không có từ số gì ngay chỗ này, nó nói tắt đi. Nhưng mà trong tiếng Việt mình cũng có thể dịch là nên. Vì tình hình dịch bệnh nên chuyện kết hôn bị kéo dài hay là kéo dài chuyện kết hôn cũng được. Đầu tiên xin mời các anh chị và các bạn nghe mình đọc trước một lần để xem mọi người có hiểu được nhiều không. Sau đó mình sẽ tiến hành giải thích nội dung chi tiết cho các anh chị và các bạn nhé. Xin mời mọi người bắt đầu nghe nào. 小汪今年三十岁，在中国杭州工作。二零一九年，他和女朋友准备在二零二零年一月二十八日这一天结婚，但是疫情让他们买房子、结婚的事情。 延期了。二零二零年十月一日，他们结婚了。杭州的房子很贵，他们等了两年才买到了房子。二零二一年，他们就可以住在新房子里了。 Xiao Wang Xi Wang, 2021年, tha he chi zhe zu zai xin gia li, khai sự xin da yi nian. Thì đó là nội dung của bài, sau đây mình sẽ giải thích uh, chi tiết cho các anh chị và các bạn nhé. Xiao Wang chi nian san su sui, Xiao Wang là tiểu uông, à, cái tên uông hoặc là họ uông cũng là dùng cái từ này uôn có nghĩa là chỉ một cái một cái nơi trũng xuống có nước sâu và rộng như vậy là một cái vùng trũng có nước sâu và rộng và xèo quán năm nay ba mươi tuổi giai trung của hãng trố cung do làm việc ở thành phố hàng châu của trung quốc hàng châu thuộc tỉnh chiết giang của trung quốc Ở Nghĩ nghĩa, năm 2019, tha ở nữ phận yêu chuẩn anh ấy và bạn gái chuẩn bị chuẩn bị nào chuẩn bị gì nè tại 2020年1月28日这一天 trẻ khuynh. chuẩn bị vào cái ngày 28 tháng Giêng năm 2020, sẽ kết, 2020 sẽ kết hôn tại sao có trước gì thiên thì mình có thể hiểu là người ta xác định cái ngày đó vào cái ngày này nè cái ngày 28 tháng Giêng năm 2020 này trẻ khuynh là kết hôn hoặc là tổ chức đám cưới á tan sư thì bằng với khởi sư là nhân di xiển là tình hình dịch bệnh vẫn nhắc lại đó là tình hình dịch bệnh viêm phổi vũ hán đó rằng tham minh mài phản chưa trẻ khuân tờ sư xiển diễn xí là như vậy là tan sư là nhân di xiển là tình hình dịch bệnh khiến cho cái chuyện rằng tham minh mài phản chưa trẻ khuân tờ sư xiển cái nào có cái tơ thì mình thường là dịch đằng sau dịch lại thường thôi, không phải trăm phần trăm. Vì tình hình dịch bệnh khiến cho cái chuyện mua nhà và chuyện kết hôn á, bị kéo dài thời gian. Mài phản dự trẻ khuynh tờ sư chuyển diễn xí là chuyện mua nhà và chuyện kết hôn bị kéo dài thời gian. A liễn, a sử ý rư vào ngày 1 tháng 10 năm 2020. Tham trẻ khuynh là họ đã kết hôn. Hãng trâu tờ phản dự hình quê. Hãng trâu tờ phản dự hình quê. nhà ở thành phố Hàng Châu rất đắt. Thành phố Hàng Châu thuộc tỉnh Triết Giang, Trung Quốc. Nhà, phản chứ là nhà, còn phản chính là cái phòng nhớ Ta lưu ý phân biệt chỗ đó. Mình có thể dịch nhà hay là nhà cửa ở Hàng Châu thì rất đắt hình quê. Tham Minh tầng là lèn nén họ đã chờ hết hai năm sải là mới có thể mài to là mua được mài to là phản giờ là mua được nhà A A Di -nén, năm 2021 Tham Chiêu Khửa gì Chu họ thì họ chỉ đây có nghĩa là thì thì họ có thể Tham minh chú khởi gì? Chu trai là sống ở Xin ta hoặc là xin Phản xứ lì là sống ở trong cái căn nhà mới rồi Năm 2021 thì họ có thể sống Trong căn nhà mới rồi Trong nhà mới rồi Xèo quang si quang Tiểu uôn hy vọng rằng Ở lĩnh ở di nén Năm 2021 Tha hở chi trường Trụ trai xin cha lì anh ấy và vợ à, sống trong một cái gia đình mới khai sự xin tờ ý nẻn bắt đầu một năm mới luôn khai sự là bắt đầu xin tờ ý nẻn là một năm mới thì vừa rồi là nội dung chi tiết của bài mọi người có thắc mắc gì xin vui lòng à, nhắn vào phần comment cho mình mình sẽ trả lời đầy đủ cho các anh chị trong thời gian sớm nhất và sau đây xin mời các anh chị và các bạn đọc theo mình một lần cho quen nhé chúng ta bắt đầu xèo quang chi nén san sử xê Tại trung Quốc Hàng Châu, công Chua. y nén, Tha hở nữ Chuẩn bê tại 二零二零年一月二十八日这一天结婚，但是疫情让他们买房子、结婚的事情延期了。 二零二零年十月一日，他们结婚了。杭州的房子很贵，他们等了两年才买到了房子。 二零二一年，他们就可以住在新房子里了。小汪希望二零二一年他和妻子住在新家里，开始新的一年。 sau đây xin mời các anh chị và các bạn nghe mình đọc nhanh lại một lần lần này là dành cho những bạn mà chú ý luyện cái phần nghe các bạn có thể nghe đi nghe lại nhiều lần tốt nhất là không nhìn lên màn hình luôn nghe như vậy chúng ta sẽ thấm nhiều hơn rồi sau đó mọi người kể lại được nữa thì mới xem như là thành công nhé xin mời mọi người chúng ta bắt đầu nghe nào xèo quang chi nén san sử xê 在中国杭州工作。二零一九年，他和女朋友准备在二零二零年一月二十八日这一天结婚，但是疫情让他们买房子、结婚的事情延期了。二零二零年十月一日。 他们结婚了。杭州的房子很贵，他们等了两年才买到了房子。二零二一年，他们就可以住在新房子里了。小汪希望二零二一年他和妻子住在新家里。 khai sự xin đầy y niệm. và vừa rồi là kết thúc cái phần 67 của chương trình học tiếng hoa qua những bài văn ngắn chúc các anh chị và các bạn học thật là vui và hiệu quả và mùa dịch này thì mình cũng chúc các bạn cùng với gia đình an lành vượt qua cái mùa dịch bệnh này nhé mọi người cho thầy một like và nếu ai chưa đăng ký thì hãy đăng ký để ủng hộ tinh thần cho thầy và để các cái video tiếp nó được lan tỏa nhiều hơn xin chào mọi người